Hello cả nhà, ngày hôm nay hai anh em đi ra quân đi bứng cây nha mọi người. Con Long ở nhà thì nó đi nó ở nhà làm cây. 11 giờ trưa nay thì hai anh em vẫn livestream bình thường nha mọi người. Ơi đi. Đó, đi bứng cây là phải đi xe này nha anh em. Nói gì nói vậy, thôi đi ra đi xe ta ông nội ơi. Nhà người ta. Rồi ngày hôm nay thì em có hai anh em có đi bứng một cái cây mai tàn giáo hương. Lâu lâu được cây tàn giáo hương, hy vọng sẽ được cô chú anh chị em đón nhận cái clip này nha. Giờ đi, kính chúc cô chú anh chị một ngày mới gặp nhiều may mắn, thành công cho cuộc sống nha. Cô chú anh chị đồng hành với cái clip này với hai anh em nha. Gửi xe nhà người ta đi bằng xe đa. Đây, đây. Tới rồi đó nha anh em ơi. Anh em trên này đang nhổ cây này nằm bùn. Chi cành nhạo hoành 60. Ê, có cây thước nào đây không anh Vũ? Cho mượn cây thước coi. Nặng quá. Này là tán bề ngang được 3 mét không Vũ? Bung ra mình được 3 mét không ta? Bề ngang á. Để đẹp quá, xa cây mai nó bự. Đây, tại giờ cũng quay cũng đang là giữa năm rồi. Những mặt hàng này thì mình về nhà mình giao lưu với mọi người là những cái mặt hàng chơi bông á. Nó chỉ cành nhạo bự hết trơn nè. Đó, nhưng mà nói chung cây vẫn có điểm lỗi mọi người. Lỗi thì lỗi, cái có một cành nó bị lỗi rồi nè. Đâu hoành thử trồng lâu quá không đôi. Để quá đẹp. Để mặt bên kia đẹp không Vũ? Đẹp. Luôn. Tiếp khủng luôn. Thăng một cốt mà. Đến qua nở. 60 năm. 60 năm, 60, hồi đó tôi nhớ là 60. 60 đi. Bông nó đẹp lắm. Nó bị cắn chút xíu, bông đẹp cực kỳ luôn. Đế về là cây, những cái cây khai thác mà đế về là thôi. Cỡ về là quá ok nha mọi người. Đế cọp nữa thì không có. Tại biết sao không, đế cây này ngày xưa em đã lấy về cây này em biết. Biết lỗi nó nằm ở đâu ngày xưa. Đây cô chú. Cái cành á, đây nè. Có cái này người ta vươn lên, người ta lập cái cành. Ở trên kia nó có một cái mặt, ngày xưa cái cành nó bị tét thôi. Chứ ngoài ra không có gì. Cây này rất là ok luôn. Mặt tiền, mặt hậu, mặt nào nó cũng đẹp. Đáng cao. Đó. Đây. Đang làm bầu à, tại biết sao những cái cây mai này nè, hồi nó chắc đi vòng 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 bấm cái đọt non, cái sợ nó xào lá không ta? Xào. 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 Hồi phải bấm không? Phải bấm rồi đó, mà nhưng mình đem về mình bung ra đi rồi đâu em. Ờ đúng rồi, em tính bấm giờ luôn á, sợ nó xào lá nè. Mình không bấm sao nó xào. Đây tới chiều đã đảm không? Ừ. Vì mình đâu có cắt rễ nó đâu. Thấy vậy chứ mấy cây này làm đế tới luôn. Thà làm tới một lần. Có tại cái anh em mình chơi bữa thì sáng đêm. Trời ơi tôi không biết nhậu má ơi. Tôi biết nhậu mà tôi khoái giọng ca ông rồi sao? Ông khoái giọng ca của tôi hả? Trời ơi, à, ông sao quá ông biết? Sinh nhật quá hả? Sinh nhật không có hay chứ trời. Sinh nhật ở đâu ông nội? Quá thấy lễ sinh nhật cái trên nhà không có gì mà. Đâu có. Sinh nhật tôi đâu có tổ chức bao giờ. Tánh tôi không biết nhậu nên không có tổ chức. Ê chết. Ê chắc hồn nó kêu ông bứng cái này luôn quá. Quên đó trời. Cái nào? Cái này nè. Họ tôi kêu ổng cái. Ừ. Xong rồi thì quên. Đây nè cái khuôn bữa. Đây cho mọi người xem cái cây bữa. Ghép hình lên đây nè. Trồng bồn nè. Cái bồn này bề ngang chắc 2 mét ông Vũ. Bề ngang hả? Ngang trên miệng còn mét 6. Mét 6 hả? Ừ, trên 2 mét. Đó là những cái con cọp đây. Nó nuôi bồn rất là nhanh nha mọi người. Bồn rất là nhanh. Còn bữa em có mua cây này nè.
em mua cây này mà em không có chủ để, ai lấy em để lại giá vốn, em có em không tính tiền ship nha. Nè em bữa lấy nhiêu 28 hay đúng 28 triệu. Cái bông cây mai chiếu thủy cành cũ, mấy này hàng hiếm lắm nha mọi người, hàng hiếm lắm. Đây nè, còn cây này cây em bữa em mua nè, em mua 24 triệu gì nha, lên chậu nè. Tại mấy này mua về làm cái vườn mới, bởi vì em chưa có gọi là giao lưu, tại vì em mê nó là cái gọng C. Cái gọng C mà cái mình nó xù bông cực kỳ đẹp luôn. Hoành không có lớn. Nè, cái cọp nè. Cái này cây cọp, cái này cây của anh chủ vườn. Mà cắt anh nuôi, đang nuôi mà cắt bự lắm, nhưng có cái cây này mà nuôi mà dạng như là ổng không đục. Cái này đục nữa cây nó phải tới. Ha. Không đục nè. Cái này mau lần tôi có bán. Ủa không phải. Có cây này nè, cây này giá thành giờ nó tương đối gọi cao. Anh nuôi rất là tốt mọi người. Rất là tốt. Em còn cái tàn này là hoành sáu mấy mà tàn tự nhiên, tại em ít mua tàn tự nhiên, anh em nào có lấy xuống đây em chia cho em chỉ cho lấy. Cái này giá thành hết rất hợp lệ luôn á. Trời ơi, cành cũ mà nó bự vậy, đế nó chung là tương đối tại đế tự nhiên nha, chứ không phải là những cái cây mai mà đế sắp, đế sữa hay sao. Cái này tàn bự lắm, tàn đang kéo tàn xuống khoảng chừng 4 mét nè, cao cái này được khoảng chừng 5 mét. Cái này giá thành hợp rất là hợp lệ, chủ vườn kêu tại chỗ có 65 triệu. Cái này hoành nó 60 mấy. Tại vì sao cái này anh chủ vườn này đặt tới là đi công việc. Đây cho anh em coi cái cọp đây. Cọp này là em không biết luôn đây. Còn ngày hôm qua mới bứng cái cây, bữa kêu 200 mấy nè. Em mới bứng nè, cái lỗ nó còn nằm đây đây. Rồi còn cái này cái xù anh mới lấy về mà em chưa biết giá cả. Quá trời cái nạc xù. Ủa cây ông vậy? Đây, đây của anh Sơn Sư nè. Ông của anh ấy lấy nè. Đây nè. Đó, cặp này bán rồi. Quá trời đây. Đâu nằm đây. Còn cái cây đó là cây 200 mấy, 220 á, 22 đó. Bứng bứng rồi. Đồng sư tại biết sao lá non nè, thôi làm được luôn rồi. Không không bấm được. Đây nè, cái vàng trong này nó đang tốt lắm nè. Mình đừng có bấm, để cho nó kéo từ ra. Bấm ở ngoài kìa. Bấm ngoài cho dây tàn nữa. Ừ. Đó. Ngày chịu. Cái này không biết ông lấy lúc nào ta. Mới lấy về. Cái này đế nó không giữ mà cái nạc nó quá trừ của mình đó ha. Ừ, cái này nuôi nuôi cành gớt luôn kìa. Nuôi kiểu cành gớt nè. Nè. Nè kiểu ấy nè. Gãy ơi. Gãy ha. Cái này làm lại nó mới đẹp. Đi đi ra. Anh có cây này độc lắm nè. Anh có cây này độc lắm nè, nhưng có cái anh không bán nè cho mọi người xem gần trong. Cây này em năn nỉ ổng luôn á. Cây mai cây này không có phải thuốc men bô vô nó vậy đâu nha mọi người. Cây này nè, cây này nó có tiếng ngay sau vườn ở gần em nè. Không có bán. Tự nhiên cái sao anh này anh gù lại bán. Cây mai xù mà nó vậy nè. Bằng cái nắm tay gì nè. Cây này của dân. Không có bán. Còn mai về đây nó trồng xong nó sung quá nè, còn nó biết ra tược nè, chứ không phải là dùng cái gì tê cộng gì đâu. Cái này là tự nhiên nha. Tự nhiên cây đó. Ông biết cây đó tôi trả không nhiều tiền. 27 triệu bán rồi. Ừ. Ông mua 24 triệu. Màu dược bên này nữa. Cái này bán rồi nha mọi người, cho mọi người xem nè. Cái này bán rồi nha. Cái này bán cho anh An Giang. Cái lùng lực này bán cho anh An Giang. Dạ luôn. Dạ luôn. Bán hết rồi anh. Dạ từ tháng đó tới giờ mà. Dạ. Đây trong này còn mớ cây em chưa có rút được. Tại cái cặp này, xù này là em lấy rồi nè. Cái cặp xù này em lấy rồi nè. Nhưng có cái biết sao em đang nuôi cho nó cứng cái dàn cốt lại cái. Cứng cái dàn cốt lại cái. Hôm bữa em có quay clip rồi nè. Còn cây này em nhờ ông anh cũng trồng dùm nè. Đó vàng nè. Cây của chú Hát nè. Cây của chú Hát nè. Đó. Cốt nó bao đâm luôn. Cây này chuẩn bị em lấy nha. Bữa ổng bán có nhiêu tiền. Bữa bán cây này nhiêu ta? 10 triệu thôi. Đúng rồi có 10 triệu nè. Không ai mua thì em lấy luôn. Phải cái này người ta. Ừ đúng rồi. Xù là anh em bán 10 triệu bữa không em 10 hay 13 quên rồi ta. Anh em coi clip lại giúp em nha. Có cành dư. Còn cây này thôi, mua mấy chục củ chạy cho này em chạy. Đây, ra ngoài trước ngày hôm nay thì có cơ hội đi bứng cây. Em mua cái cây mai tàn đó rồi em quay quay vòng vòng cho mọi người cùng xem.
Đó, cây này cây của bạn ấy em nè. Cây này cây của bạn Bách em nè. Đó, cái dàn tàng nó đây. Dàn tàng năm nay em sẽ không cho để chơi bông, tại biết sao, em nuôi cốt. Em nuôi cốt cho nó bự nè. Đó, cái dàn cốt cho nó thật bự. Cái này nếu mà bạn ông bạn em trên Sài Gòn ổng chịu cho em giữ lại thêm một năm sau nữa, cây này giữ, tại em nuôi cái dàn cốt nó quá bự nè. Em nuôi thả nha, nè, thả hết trơn lại nè. Nuôi thả hết trơn lại. Tại chủ vườn này thì là anh em trong nhà, em cũng nói, ảnh kêu nuôi thả nên mình nuôi thả cho. Còn cây này không nhớ, cây này đẹp nhưng mà không nhớ cây này của ai. Cây này đế đẹp. Ừ, đế đẹp. Cốt nuôi lại. Bữa nay bít cái này. Bít rồi, cái này phải bít, bít cho nó ấm cái dạng trên. Chứ nắng gì mà cứ khoe cái dạng đế sao được. Cái thằng dù này đẹp quá trời đẹp. Cái thằng dù bông đẹp như bông đẹp luôn, không biết giá nhiều, bữa không nói nhiều không nhớ. Cái thằng dù bông đẹp nha. Cái này bữa anh em có coi clip nhiều, em có báo giá mà em không nhớ nữa. Quá đẹp luôn. Cái thằng dù bông đẹp nha anh em. Cốt nè. Cốt đẹp, bông đẹp. Cái này phải tán mấy cốt với lại cái này. Tán chị đó kìa, nó dư kìa đâu à, mấy cái cành không mọc đúng. Tán rồi, để hồi hỏi giá thôi. Xong ngày hôm nay lên cái cây này đẹp quá ta, không nhớ này quá đẹp. Bên đây cây đẹp ha. Ừ, cho anh em coi dàn cốt ở trong nè, nó bằng cái củ giò em á, bám vô hả chồng. Trời ơi, trời, cúc ngoài này là cho bá nè anh em. Bên đây nè, bên này là hơi bị to nè anh em. Đó, bằng thằng cổ tay gì, cổ tay á. Còn cái này anh không bán rồi, cái này bữa có ai trả giá cũng tương đối gọi là hợp lệ mà anh không bán. Cái này ngày xưa nó là cái mai tàng. Rồi anh nuôi ra, anh ý tưởng là anh cắt giống như cây nuôi tầng giống cây tùng á. Còn cái này bữa bán rồi, ông nội nào chưa lấy nè. Nội nào gần đây chưa lấy nè. Ừ, cái này cái giảo nè, cái này bông đẹp lắm nè. Tại cây nó cốt tự nhiên. Bữa anh bán cái này 85 triệu. Ừ. Thân cốt mà tìm cỡ gì thôi, mà tại mấy cái gu cây này thì không vô gu em, chứ phải vô gu em mà em lấy. Em thích những cái cây mà tàn ấm. Trời trời, cây đó 110 triệu đó ông nội, mét hoành đó ông nội. Đây nè, 1 mét hoành đúng hoành eo luôn á. Ừ, mà trồng lên đồi này thấy ghê thì chứ. Cái này cái đồn này, cái đồ này giống như ra như chỗ mà gì chú băng đạn cái gì đồn đạn ngày xưa á. Ra tiếp cái chồng, ra tiếp cái để tôi quay cho. À, cái này chắc em lấy luôn, nhưng có cái đang nằm trên đồi nè. Cái này ngày xưa có nhiều anh em hỏi, củ nó bự dữ lắm, bự luôn, củ nó khiếp, cũng tại nó không ấm tàn. Ấm tàn là em lấy rồi, để cho nó ấm tàn. Cái rồi đây anh em đang bón ăn keo những cái cây mai này. 60 hoành eo, quá trời cái nồi đế. Nói chung nồi đế không phải nồi đế giữ đâu anh em. Em nói cho nó cố như vậy thôi chứ. Nói chung đế đẹp, đế nở, thân cốt, giảo nha mọi người. Kêu giảo hương vậy đó. Chỉ biết nó giảo hương vậy thôi chứ không biết cây này nó bông nó như thế nào nha. Đế nói chung bên này thiếu cộng. Nhưng mà cây nhìn ở ngoài rất là khéo nha. Đang làm đế. Nó làm đế sơ nó cái, làm bề mặt nó. Ông nội thì ông để mấy gà nó đi trên này gì ông nội? Phân gà hả? Trời ơi trời, ông đổ lên trên luôn nội ơi. Hàng gì nó thơm. À, kia làm đế là những cái cọng rễ cám này là hạn chế cắt nó nha mọi người. Tại dần lá nó nhiều lắm, rễ này là nhiều nó thở nó hút nước dưới đây. Đó, hạn chế cắt, nhưng mấy trên này thì mình cắt được à, nó que trên được à. Còn những cái cọng rễ dưới nè. Hạn chế cắt nó, cây này nội đế quá cọc luôn nè. Thấy vậy chứ nhiều nồi đế nó cọp lắm rồi. Cái này ngày xưa như để cái cửa cho mình phải không chồng? Tôi nhớ ngoài để cái cửa cho mình nè. Khi cần nó đóng thì thôi anh em à. Nó ngồi để chụp hình với người ta đọc đó. Lông nào ta? Lông 10 nè. Ủa cây đó là cây dòng ghiền. Cây Lộc mua nè. Bự không? Ủa mà sao ông Lộc không nói tôi ta? Cây bánh là 1 mét lẻ mấy, 1 mét lẻ mấy quên nè. Đang kêu 600 mà. Ổng kêu, ổng rồi lẻ 100, người ta trả ổng 600. À. Người ta trả ổng 600, ổng chịu bán là lúc mà trước dịch. Ừ. Rồi ổng đầu tiên qua dịch rồi ổng chịu bán. Ừ. Quá đẹp anh em à. Ngày hôm nay đi coi thêm cây nữa. Có anh em mà lấy cái đó. Trọng đang làm đế nè. Dây đế, nói chung dây đế đối với em là phải xuống nữa. Ê chồng, bên này nó có một cái dây nè chồng. Dây
chỗ này nó có một cái dây nè. Nè, mình làm nhẹ ở đây cái là chỗ này nhìn nó không có lủng đâu, không không lủng đâu, là nó nở ra liền à. Đó, em đang đi cắt mấy cái đầu tàn anh em. Đầu tàn. Mình đi mua những cái cây mai tàn đó cô chú. Mà cái hoành nó tầm 60 mà nội đế nó cỡ gì nè. Nó thật sự cô chú chị bây giờ rất là khó, chỉ có nằm ở đằng sau này kia thôi. Em không có nói mua trúng cây này, nói chung mua được cái giá hợp lệ, mình có lời chút đỉnh là mình cứ bán nha mọi người, chứ em không có trông chờ mà đợi nó trúng giá hay như thế nào. Miễn sao có lời là mình lên xe mình đi được rồi. Đó, giờ đang bứng cây này thì em vừa em cũng có nói nè. Cái vỏ anh chị Vũ đang bắt đầu gỡ bồn ra. Đó cái này nè. Chú ăn cơm không? Em kêu qua đây ăn luôn. Đây nè. Đa số là trồng bồn hết nè. Trồng bồn gạch. Ở dưới em thì không có trồng bằng cái cục gạch lót. Gạch lót và gạch nhẹ đó. Đây là cứ dùng gạch hết rồi. Tận dụng lại xài. Cái này đế em nghĩ thức đế nó không giữ đâu. Nhưng mê nó cái dạng cốt. Lúc đó cái đọt chủ này nè là nó còn bé, em kêu bẻ lắc nhẹ cái đi. Nè, không bẻ về nhà em phải sửa lại nè. Tại cái đọt chủ này lớn quá, nó đang ăn dây à. Biết rằng mình uống lò xo ăn dây về sau cái cành nó sẽ gọi là nó lão hóa, nó già, nó đẹp đó. Nhưng có cái sao mình phải tận dụng đúng. Cái này cái dữ lắm nè. Cái này hôm bữa em bán 6 mấy triệu rảnh nè. Anh không chia cái này. Tại cái này giờ cũng đâu bứng được đâu. Cái này cái này em chưa hoa giá, cái này em chưa hoa giá, cái này vườn này trên này chắc em cũng hút từ từ, từ từ để hết. À, ông đang ngâm thuốc, ngâm rượu gì dây lần như đây nè. Còn đây là đất ruộng bồi lên rồi mua thêm rễ dừa. Cái này không thấy có rễ dừa hả chồng ha? Cái này không thấy có rễ dừa ha? Quá trời cái dây đế ở đây cô chú. Dây đế nó cực kỳ đẹp. Ra được chút là bấu xuống, ra được chút. Ừ, khéo cây này. Cái cọng rễ nó khéo. Tại lúc đó mình mang về mình biết mà. Nó ra xuống cái cô chú chị biết không? Nhìn ở ngoài nó sẽ khác nè. Những cái cọng rễ nó nè. Tuy nó không có phải là đặc đế. Nhưng mà khi mà nó ra cái nó khéo lắm. Ra cái là nó quéo xuống dưới. Quấu xuống dưới nè. Móng rồng. Ừ, giống móng rồng mấy em hay gọi là móng rồng. Đó. Cây cực kỳ đẹp luôn. Cành nhạo. Cành nhạo cái này thì dưới em ít ai chơi cành nhạo lắm. Đó. Thân cốt. Tại giờ này em đang bắt đầu nhập những mặt hàng mà gọi là những cái mặt hàng cây thành phẩm này kia nè. Ngày hôm nay em đang đi bứng những cái cây mai tàn vào 11 giờ trưa nay thì mấy anh em vẫn tiếp tục livestream. Đó, trả nợ cho anh em tại vì có một số cái đơn hàng. Cũng có một số những cái đơn hàng mà nó bị lạc. Bị lạc này kia thì ngày hôm nay em sẽ trả nợ cho anh em mình hết. Ngày hôm nay thì em chỉ nhập về được có 2 cây thôi. Còn cây này đằng kia nó có cây ảnh nhập về mà giá thành nó cao quá, nhập về tới 30 mấy triệu rồi. Chứ không thôi em cũng lấy về mình chỉnh sửa nước dây năm sau. Đó, trọng đang làm. Phải nói ngày hôm nay bắt đầu nắng lên, giờ này mới bắt đầu nắng lên. Sáng giờ này nó cũng tương đối gọi là mát. Đó này là xong nhiệm vụ, nó làm xong sạch sẽ, quét sạch sẽ cái. Rồi giờ bắt đầu vô dây xong rồi đi vận chuyển về. Bứng bầu hơi bự nha mọi người, phải bứng bầu bự tại vai đế nó bự quá. Vai đế nó quá trời nó bự. Này khoảng 1 mét hả ta? Hơn 1 mét quá. Không 1m2 nổi đâu. Có 1 mét dữ lắm. 1m2 hả? Rồi mét 2 dữ rồi ta, nặng dữ rồi. Bộ bự mà. Mẹ mong mày về đi bằng cẩu quá. Đây, cái này cái dảo. Em bấm khi bứng làm đế là bắt buộc phải cắt cái đầu này nha mọi người. Để mình lúc sau mình ngắt nó đi cũng được, mình bấm đi cũng được. Có gì xài đó. Vừa bấm cho nó đều tàn mà vừa được cái hạn chế nó xào lá. Đó, em bấm cho nó đều hết lại. Cái này mua lâu rồi nè, mọi người cũng biết rồi nè. Cái này mua lâu lắm rồi, ngày hôm nay có cơ hội bứng luôn. Bứng cái gì cũng vậy, quan trọng nhất là lá non này nè. Cô chú anh chị về nhà nên bứng, làm cái bầu sao cho nó gọn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cô chú anh chị hạn chế làm đế nhiều. Bên em làm đế thì nói tôi cũng gọi là tương đối là nhiều. Nhưng có cái bên em làm, mình làm kỹ kỹ á,
chứ mà mình làm những cái cọng rễ non đó, mình gặp nó cái là mình nhét nhét xuống dưới đừng cắt, hạn chế lắm. Em ngắt mấy đầu lá non hết, cây này cực kỳ đẹp luôn, nhìn thấy vậy chứ cây này nhìn ở ngoài rất là có duyên nha. Cây này về em lên chậu, bỏ vô chậu lại, tại vì sao nó đủ cái cốt cành đủ hết trơn à. Em đang quay cái chế độ nó xa, nắng quá. Đó, bứng về xong cái giờ mình sáng bầu xong vô bao xong vô dây. Bây giờ cũng tới giờ hai anh em cũng về nhà làm công việc rồi. Giờ để lại cho anh chị Vũ ở đây làm. Có gì làm bầu tròn em nghe anh Vũ. Giờ em về dưới nhà công việc cái. Đi về, hẹn gặp lại vườn này ngày gần nhất. Ngày hôm nay em có tiền làm xúc cây này luôn rồi, hết tiền rồi. Cây này đẹp quá, hoành quá bự. Cây này nó bị bể da trên này nè, ảnh đang làm hết. Gom đồ nghề đi chồng ơi, bể da trên này làm hết nè. Cây này ngày xưa em có vô dây nè, vô dây đè đẹp, đẹp chết rồi, tự nhiên về nhà cắt gọn lại trời. Thôi em đi về. Cô chú chị thấy clip này hay, em xin mỗi người một cái like, một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để em có động lực làm những cái mặt hàng, những cái clip mới nha cô chú. Đó, ngày hôm nay thì về được 2 cây. Ngày mai hy vọng sẽ có một cái clip mới mẻ hơn, hay hơn gửi đến cho mọi người. Rồi, em chào mọi người nha.